Thân mến chào các bạn. Hôm nay nhà vườn cho chảo ra dừa và quan sát thấy một cái trái mít Thái có một cái hiện tượng lạ và nó xảy ra trong vườn của nhà vườn cho chảo. Đây các bạn quan sát, những cái gai mít nó màu đen và nó tà cái đầu gai, nó không có nhọn như những cái gai bình thường và nó xảy ra đều trên thân của trái mít non. Thì đây là một cái hiện tượng rất là mới, vì các bạn biết không, càng ngày á, là diện tích trồng mít rất là nhiều, bởi vậy mít Thái sinh ra rất là nhiều loại bệnh. Thì khi nhà vườn chao chảo phát hiện ra được cái loại gì, bệnh gì, nhà vườn chao chảo sẽ làm video phục vụ các bạn nhé. Rồi chào tạm biệt các bạn.